Vâng, xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể bà con nhân dân và du khách thập phương đã về tham dự chương trình khai mạc lễ hội Đền Phố Cát năm 2024. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, mở đầu chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu theo dõi lễ dâng hương và tuyên đọc chúc văn. Xin được kính mời chủ tế và các bồi tế tiến hành nghi lễ. Xin kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu sẽ lên dâng hương. Về phía đại diện lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời các đồng chí sẽ lên để thực hiện nghi lễ dâng hương. Trân trọng kính mời. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây, về phía lãnh đạo huyện Thạch Thành, xin được trân trọng kính mời đồng chí Vũ Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành sẽ cùng lên dâng hương. Trân trọng kính mời các đồng chí.
Vâng, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thành. Và sau đây, xin được kính mời về phía lãnh đạo thị trấn Vân Du. Xin kính mời đồng chí Hà Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Vân Du. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vân Du. Xin được kính mời đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vân Du sẽ cùng lên dâng hương. Trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thị trấn Vân Du. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin kính mời đội tế lễ thực hiện nghi thức tuyên đọc chúc văn. Xin kính mời. Nghệ hương an tiền quỷ tuyên đọc duy Việt Nam quốc thành hóa tỉnh Thạch Thành huyện Vân Du thị trấn Phố Cát Hương Tuệ Thứ Giáp Thìn Niên Nhị Nguyệt Thập Bát Nhật Kim Nhật Nhằm Tiết Khánh Tiệc Lễ Hội Phố Cát Linh Từ Lễ Chủ Đỗ Trọng Hưng Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Đạt Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành. Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Hà Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Vân Du. Nguyễn Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vân Du Lê Xuân Dương Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vân Du Vũ Thị Thanh Lan Thú Nhang Phố Cát Linh Từ Hiệp Dữ Thường trực Tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các huyện bạn trong tỉnh và ngoại tỉnh, lãnh đạo nguyên lãnh đạo huyện Thạch Thành, lãnh đạo nguyên lãnh đạo thị trấn Vân Du, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành cùng nhân dân du khách thập phương xa gần cần dĩ hương đăng hoa quả kim ngân trai bàn phù lưu thanh trước khiết sinh từ thành đăng vật trì nghi Cảm chiêu cao vu,
khánh tiệc phô cát đại đồng, kính cẩn cao đệ nhất thiên tiên thành mẫu, liễu hạnh công chúa tặng phong, chế thắng hoa diệu đại vương, tài cấp gia ban mã vàng Bồ Tát. Kính nghe rằng thành mẫu sòng sơn hiền thánh thiên bản giáng sinh, đền phô cát lội tiếng anh linh, đất thạch thành vang danh thần nữ. Áo sen phơi phới dáng phượng thanh thanh, đức mẹ cả nước nuôi nấng sinh linh, tuy xa vời vợi lẫm liệt như sinh. Trời che đất chở, đất rộng trời xanh, xua tà đuổi quỷ phù hộ dân lành, răn đời dạy bảo giang bút truyền kinh, khắp nơi nức tiếng thành mẫu anh linh, gặp ngày khánh hội dâng tiến chúc văn, kính xin thành mẫu khuông phù quốc gia thương cường thường thịnh, thành hoa Việt phú viết khang, thạch thành hưng vượng phú cường, phô cát an cư lạc nghiệp phong điều vũ thuận, cuộc thái dân an thập phương nhân dân cùng gọi ân an lạc cần cao. Lễ tạ thánh mẫu cúc cùng bay hơn. Bài hương bài hương lễ tất vâng. Kính thưa quý vị, và vừa rồi là nghi lễ dâng hương và tuyên đọc chúc văn, và xin được cảm ơn đội tế lễ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện kế hoạch số 26 ngày 29 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc tổ chức lễ hội đền phố cát năm 2024. Hôm nay, huyện Thạch Thành long trọng tổ chức lễ hội đền phố cát năm 2024. Về dự lễ hội đền phố cát hôm nay, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Về phía lãnh đạo trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Mười,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có doanh nhân Hoàng Nguyễn Phương Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có Đại Đức Thích Nhân Tuấn, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa về dự và đưa tin. Về phía lãnh đạo các huyện bàn, xin trân trọng giới thiệu huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có các đồng chí Đặng Xuân Nguyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin giới thiệu đồng chí Đinh Văn Trang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Lịnh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Lương, bí thư huyện ủy. Huyện Cẩm Thủy, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Viết Hoài, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Quan Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Quang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Như Xuân, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Thuận, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Thị xã Bỉm Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Thế Trị, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Huyện Bá Thước, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Hữu Phúc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Quan Hóa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Nga, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Lang Chánh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Cường, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Như Thanh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hoa, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện Ngọc Lạc, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Đạt, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lạc, Thường Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát và các địa phương trong và ngoài tỉnh, các đồng chí đã về dự lễ hội. Về phía lãnh đạo huyện Thạch Thành, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Về phía nhà đền, xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thanh Lan, thủ nhang đền Phố Cát. Tới dự lễ hội, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí là lãnh đạo huyện Thạch Thành qua các thời kỳ, trưởng các phòng ban huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các đoàn thể cấp huyện, thành viên ban tổ chức,
của lễ hội đền Phúc Cát, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các đồng chí thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Vân Du, các đồng chí là lãnh đạo thị trấn Vân Du, các đồng chí nguyên là ủy viên ban chấp hành đảng ủy, trưởng các đoàn thể, bí thư trưởng các khu phố, thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn thị trấn Vân Du cùng đông đảo nhân dân các địa phương và du khách thập phương. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí cùng toàn thể nhân dân và du khách về dự lễ hội đền Phúc Cát năm 2024. Chúc lễ hội của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành lên trình bày diễn văn khai mạc lễ hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách. Hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu xuân Giáp Thìn, huyện Thạch Thành long trọng khai mạc lễ hội đền Phúc Cát năm 2024. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khôi phục, giới thiệu, duy trì một lễ hội đã có từ lâu đời tại địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách thập phương, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, giới thiệu kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của di tích thắng cảnh Phúc Cát, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, hình ảnh đất và người Thạch Thành đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và du khách, Thạch Thành là vùng đất cổ, xuất hiện dấu vết cư trú của người tiền sử tại di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, là nơi diễn ra quá trình phát triển liên tục của con người thời đá cũ đến thời đá mới, từ săn bắt hái lượm đến trồng trọt cách đây trên 70.000 năm. Đây là một thành tựu văn hóa vĩ đại của nhân loại. Bên cạnh đó, Thạch Thành có hệ thống di tích lịch sử phong phú, đa dạng về số lượng và loại hình, với 16 di tích đã được xếp hạng, 46 di tích, địa điểm di tích đã được kiểm kê. Trong đó, tiêu biểu là di tích Hang Con Mong được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, hiện nay đang được xây dựng hồ sơ để trình thẩm định UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Khu di tích Chiến khu Ngọc Trạo được xếp hạng di tích quốc gia, nơi thành lập đội du kích Ngọc Trạo, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Di tích thắng cảnh Phúc Cát, một trong ba trung tâm thờ lớn Thánh Mẫu Liễu Hạnh của cả nước. Trong hệ thống các di tích văn hóa
và địa danh du lịch của huyện Thạch Thành, vùng đất Phố Cát có vị trí, vai trò rất quan trọng, nằm trên thị trấn Vân Du, vùng đất cửa ngõ của huyện, nơi tiếp giáp và giao thoa của nhiều vùng văn hóa. Đây là miền đất lịch sử xưa kia, vua Hồ Quý Ly, chúa Trịnh Kiểm đã mở đường Thiên Lý ra Bắc, vua Lê Thánh Tông xuất quân thượng đạo đánh Chiêm Thành, là lũy thành căn cứ của cuộc khởi nghĩa nông dân Lê Duy Mật thế kỷ thứ 17, là hậu phương lớn nuôi dưỡng, chở che các chiến sĩ du kích Ngọc Trạo, hạt giống đỏ của cách mạng xứ Thanh, là nơi tập kết của những đoàn xe thổ lương, tải đạn, tiếp vận cho mặt trận Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến công Năm Châu, chấn động địa cầu, là đầu mối căn cứ quan trọng của chiến khu Hòa Ninh Thanh trong những năm trường kỳ kháng chiến. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vùng đất Phố Cát không chỉ có vai trò quan trọng về địa lý chiến lược mà còn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đây là vùng đất có núi non trùng điệp, có tháp voi tắm mát, có hàng trăm hecta cam bưởi, có đền Phố Cát linh thiêng gắn liền với huyền tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng thế, trừ hung diệt bạo, phù trợ nhân dân. Cùng với đền Sòng Sơn, thị xã Biển Sơn, đền Phố Cát có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng dân gian Việt Nam, là nơi linh thiêng thu hút nhiều du khách thập phương về chiêm bái, gửi gắm mong cầu, ước nguyện. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu ca dao về sự linh thiêng đó: đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh, thứ nhì Phố Cát, thứ ba đền Hàn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và du khách, đền Phố Cát được xây dựng dưới triều vua Lê Cảnh Hưng năm 1740, năm 1786, là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một nữ thần trong quan niệm tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tương truyền, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là tiên chúa Quỳnh Nương, con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, xinh đẹp, tài giỏi. Vì phạm lỗi làm rơi chén ngọc trong một buổi lễ chầu thiên đình, nên bị phạt xuống trần gian qua kiếp người và với ba lần giáng trần. Trong đó, hai lần giáng thế đầu tiên ở Nam Định với tên gọi là Lê Giáng Tiên và Phạm Tiên Nga. Tuy nhiên, khi hết hạn giáng trần, được Ngọc Hoàng cho gọi về trời, thì lòng Tiên Chúa lại vấn vương cuộc sống trần gian. Hiểu được nỗi lòng con gái, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho phép nàng giáng trần lần thứ ba xuống vùng Phố Cát Thạch Thành, nơi có phong cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, làm chốn hành thiện giúp đời. Trải qua tam sinh tam hóa, suốt bao đời nay, Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, được các triều đại phong kiến từ thời Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn ban nhiều sắc phong, tôn là Mẫu Nghi Thiên Hạ, mẹ của muôn dân, là vị Thánh Mẫu đứng đầu hệ thống tam phủ, tứ phủ thời Đạo Mẫu. Đặc biệt, trong đền thờ Thánh Mẫu thì đền Phố Cát Thạch Thành là nơi đầu tiên trong cả nước được nhà vua ban tặng sắc phong thần cho Thánh Mẫu là Thượng Đẳng Thần. Từ đó có thể thấy được vị thế đặc biệt của đền Phố Cát trong tín ngưỡng thờ mẫu ở nước ta. Từ khi đền Thánh Mẫu Phố Cát được thành lập, vua Khải Định triều Nguyễn trong lần hạ giá qua huyện Thạch Thành từng ghé thăm và để thơ ngâm vịnh đầu thế kỷ thứ 20. Cạnh dòng suối phía trước đền, Tổng đốc Thanh Hóa đã cho xây dựng một tháp vọng ngư hình lục lăng để dành riêng cho vua Bà Đại ngồi thưởng ngoạn cảnh vật ngắm cá thần dưới suối. Sau đó, do biến động của lịch sử và tác động của con người nên đền đã không còn giữ nguyên được nguyên vẹn và không gian kiến trúc ban đầu, chỉ còn lại nghi môn và tháp vọng ngư thời Nguyễn. Trong khoảng các năm từ năm 1990 đến năm 1995, chính quyền địa phương cùng nhân dân và các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức tôn tạo lại khu đền thờ như ngày nay. Ngoài khu vực trung tâm của thắng cảnh đền Phố Cát, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn có đền quan giám sát, thờ quan lớn đệ nhị Thượng Ngàn, hay còn gọi là quan đệ nhị giám sát. Thánh Mẫu Liễu Hạnh và quan đệ nhị giám sát là những vị thần mà nhân dân nơi đây thờ tự với mong muốn được thần bảo hộ, che chở cho cuộc sống của dân làng được bình an, ấm no, hạnh phúc. Vì thế mà huyền thoại, huyền tích của các vị thần đã hóa thân vào cuộc sống con người. Việc kính cẩn tôn thờ các thần bảo vệ sự bình an, mang lại mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân chúng ấm no đã ăn sâu vào tiềm thức của bao đời của người dân nơi đây. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách, đền Phố Cát thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh có ảnh hưởng rộng lớn của tín ngưỡng thờ mẫu. Lễ hội truyền thống trước đây
được tổ chức với quy mô rộng rãi từ ngày 15 tháng Giêng đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, chính lễ vào ngày 18 tháng 2 âm lịch, với các hoạt động chính lễ như lễ bái, cầu cúng, thượng đồng và các trò chơi dân gian như đu đôi, đu tiên, tổ tôm, cờ tướng. Và đặc sắc nhất của lễ hội Phố Cát là lễ nước bóng Thánh Mẫu. Trải qua thăng trầm của thời gian, nhiều năm qua, lễ hội Phố Cát dần bị mai một, chưa được khôi phục tổ chức một cách bài bản, đúng với quy mô, tầm vóc và vị thế quan trọng của đền. Việc khôi phục lại lễ hội đền Phố Cát năm 2024 thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đáp ứng mong mỏi nguyện vọng của nhân dân trong huyện và du khách đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hiện có trên địa bàn huyện Thạch Thành, làm cơ sở để tiếp tục đầu tư, phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa, phấn đấu sớm triển khai đầu tư dự án tu bổ tôn tạo, phát huy giá trị di tích thắng cảnh Phố Cát hoàn thành vào năm 2025 và xây dựng lễ hội đền Phố Cát trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức thường niên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và du khách thập phương. Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý đã tham dự chương trình lễ hội khai mạc đền Phố Cát huyện Thạch Thành năm 2024. Chân thành cảm ơn các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, các thanh đồng, đạo quan, các nhà tài trợ đã đóng góp một phần quan trọng vào công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Phố Cát huyện Thạch Thành. Trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân và du khách đã hội tụ về đây thành kính lễ mẫu, tham gia các hoạt động của lễ hội, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất và người Thạch Thành. Đặc biệt, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thị trấn Vân Du, gia đình bà Vũ Thị Thanh Lan, thủ nhang nhà đền và bà con nhân dân thị trấn Vân Du đã nỗ lực tâm huyết trong việc bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ phát huy các giá trị di sản văn hóa đền Phố Cát trong suốt thời gian qua. Với ý nghĩa đó, tôi tuyên bố khai mạc lễ hội đền Phố Cát năm 2024. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều trải nghiệm ấn tượng về lễ hội đền Phố Cát. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là nghi thức khai hội lễ hội đền Phố Cát năm 2024. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đánh trống khai hội, chính thức bắt đầu lễ hội đền Phố Cát năm 2024. Trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách. Năm tháng qua đi, những câu chuyện về thần tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần tồn tại trong quan niệm tứ bất tử, thuộc văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của người Việt Nam, người được suy tôn là vị Thánh Mẫu tối cao, là hóa thân của đệ nhất Thánh Mẫu Thượng Thiên, được lưu truyền từ đời này qua đời khác, ghi dấu trong tâm thức, tín ngưỡng của bà con nhân dân thập phương. Và ngày hôm nay, trong không khí vui tươi của mùa xuân tại khu di tích thắng cảnh Phố Cát, nơi gắn liền với huyền tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng thế, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề
Linh Thiêng Thánh Mẫu Hội Đền Phố Cát. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục được sân khấu hóa nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, qua đó cổ vũ, động viên nhân dân huyện nhà lao động, sáng tạo, xây dựng, phát triển quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1, Quê hương trầm tích khí thiêng. Chương 2, Linh Thiêng Thánh Mẫu. Chương 3, Thạch Thành bừng sáng tương lai. Chỉ đạo nội dung, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành. Tổ chức thực hiện, phòng văn hóa và thông tin huyện Thạch Thành, trung tâm dịch vụ, phát thanh truyền hình và tổ chức sự kiện TTV Media. Kịch bản TTV Media. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú, biên đạo múa Hoàng Thanh Hải. Chương trình được kết nối bởi các tác phẩm Hào khí Việt Nam, Lồng lộng quê Thanh, Thạch Thành quê tôi, Văn thỉnh mẫu Liễu Hạnh và Về quê hương chiến khu Ngọc Trào. Kính thưa quý vị, chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú Lê Khoa, các ca sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hóa và các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa kịch Lam Sơn. Và sau đây, chương trình nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Chương 1, Quê hương trầm tích khí thiêng. Trong thẳm sâu tâm thức, người Việt luôn nhớ về truyền thuyết cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng. 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển, bảo vệ và dựng xây non nước hùng cường. Đó là nguồn cội linh thiêng, nguồn cội đồng bào, sinh ra từ cùng một bọc của 54 dân tộc anh em, là niềm tự hào về hồn thiêng sông núi, về dòng giống tiên rồng. Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặt bao phen khiếp viết chùm tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi,
nàn sâu cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng giang nơi vui thầy bao quân sấm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son sàn hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Sương máu dòng tiên ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Sứ Thanh, địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng tinh hoa dạng người văn hóa Việt. Với núi cao rừng sâu, đồng bằng châu thổ phì nhiêu và mênh mông biển lớn, Sứ Thanh được ví như hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ. Trong suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, lớp lớp người Sứ Thanh luôn có nhiều đóng góp xứng đáng, góp phần làm dạng người truyền thống vẻ vang, góp phần tô thắm từng trang sử Việt. Nắng cứ đổ tháng ngày, sông nước quê ai
càng nghĩa nặng tình đời. Em có nghe từ xa xưa tiếng trống dồn làm sơn gương sáng loà, rừng núi ngày nào cờ quang trung bạt ngàn voi đi như nước đổ. Sơn tiếng trống đồng âm vang bao thế kỷ và gió biển đông ngày đêm đang lồng lộng trên sông Chu sông Mã. Là một địa phương ở miền Tây xứ Thanh, địa linh nhân kiệt. Vùng đất mang tên Dư Phát, Tế Giang, Yên Lạc, Quảng Bằng, Quảng Tế xa xưa và Thạch Thành ngày nay từng là nơi sinh sống của người tiền sử hơn 70.000 năm trước. Di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong lưu dấu tích quá trình phát triển liên tục của con người thời tiền sử. Từ đá cũ đến đá mới, từ săn bắt hái lượm đến trồng trọt. Đây là một trong những cái nôi văn hóa của nhân loại. Thạch Thành có chiến khu Ngọc Trạo, nơi thành lập đội du kích Ngọc Trạo, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung thời kỳ chống thực dân Pháp. Thạch Thành đóng góp nhiều sức người sức của cho cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho Thạch Thành vẻ đẹp kỳ vĩ nên thơ. Những đại ngàn hùng vĩ, những hình sông thế núi, danh lam thắng cảnh làm đắm say lòng người. Thác mây, thác voi, thác đèn, suối nước nóng làng luông đẹp đến nao lòng. Miền quê này có đồi nhỏ, đồi to, tròn như bát úp. Bốn mùa hương thơm quả ngọt. Có những vạt hoa cải vàng như nắng sớm mai trải dài trên đôi bờ sông Bưởi. Có mía Kim Tân, cam Bưởi Vân Du đem vị ngọt cho đời. Miền đất Mường Chong Thạch Thành là một trong những chiếc nôi của sử thi đẻ đất đẻ nước, nơi sinh ra nàng Nga tài ba, đẹp người đẹp nết. Quê hương của Cảnh Tĩnh kết duyên cùng Phương Hoa làm nên truyền thơ ngợi ca trí tuệ và tình yêu của trai tài gái giỏi. Văn hóa đặc sắc, lịch sử hào hùng và phẩm chất kiên cường sáng tạo của đồng bào các dân tộc Kinh, Mường đã tạo nên một vùng đất dẫu trải qua bao thăng trầm vẫn ngày một thêm tươi đẹp, trở thành điểm đến tuyệt vời về du lịch sinh thái cộng đồng, tâm linh, du lịch văn hóa lịch sử hấp dẫn du khách gần xa. Về Thạch Thành có một dòng sông mang tên một loài hoa, đường uốn lượn sườn dốc đông khanh quanh dốc trầu về thị trấn. Đôi mi áng ngát rừng xanh đại ngàn, ơi Hang Con Mong nơi đây in dấu chân người xa xưa, ơi Hang Treo nơi đây nhóm lên đội du kích Thạch Thành, ơi Ngọc Châu tài nghĩa vùng lên chính nghĩa biên cương.
bao đời nay, người dân nơi đây đã cùng nhau xây dựng, gìn giữ và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa mà các thế hệ cha ông để lại. Tất cả đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng. Chương 2. Linh Thiêng Thánh Mẫu. Phố Cát thuộc thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành là một miền quê trù phú có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Phố Cát thuở xưa núi cao rừng sâu, trấn giữ ngã ba đường. Nơi đây vào năm 1400, Hồ Quý Ly cho mở đường Thiên Lý Tây Giai Kim Tân Phố Cát ra Bắc. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: lũy Phố Cát ở bên núi An Lão, nơi núi sâu rừng rộng, phía tây nam đi Châu Lang Chánh, phía bắc đi tới tỉnh Ninh Bình, phía đông đi sang huyện Tống Sơn. Vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, binh thượng đạo xuất phát ở đường này. Năm 1570, Trịnh Kiểm mở đường Phố Cát qua sông Bồ Đề để hành quân. Phố Cát còn là nơi in dấu chân du kích chiến khu Ngọc Trạo, là căn cứ quan trọng của chiến khu Hòa Ninh Thanh trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Nơi đây không chỉ có vị trí địa lý chiến lược mà còn nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bởi sự linh thiêng huyền bí gắn liền với huyền tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng thế. Tương truyền, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là tiên chúa Quỳnh Nương, con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, xinh đẹp, tài giỏi, dung nhan mắt phượng mày ngài, má đào, môi thắm, da trắng tuyết nhường. Vì phạm lỗi làm rơi chén ngọc trong một buổi lễ chầu thiên đình, nên tiên chúa Quỳnh Nương bị phạt xuống trần gian, trải qua 3 lần giáng sinh làm kiếp người. Tiên chúa Quỳnh Nương 2 lần giáng thế tại Nam Định với tên gọi là Lê Giáng Tiên và Phạm Tiên Nga. Sau khi hết hạn trích giáng, tiên chúa được Ngọc Hoàng cho gọi về trời, nhưng lòng nàng lại vấn vương cuộc sống trần gian. Hiểu nỗi lòng con gái, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho phép nàng giáng sinh lần 3, đem theo 2 tiên hầu thị nữ là Quế Nương và Nhị Nương. Tiên chúa Liễu Hạnh đã giáng hạ ngay tại phố Cát Thạch Thành, nơi có phong cảnh mỹ lệ, địa thế thuận lợi, non cao nước biếc, sơn thủy hữu tình, làm chốn hành thiện giúp đời. Đây là lần giáng sinh tiên chúa Liễu Hạnh ở lại trần thế lâu nhất. Bà đi nhiều nơi, bắc nam xuôi ngược. Chim kêu vượn hót véo von, chớp bể đôi đoạn mưa nguồn từng cơn. Khi nương gió lục thác rèm, khi bên cành quế, khi vin cành hồng. Vui chơi nước nhược non hồng, phố Cát Đại Đồng, sông Cà, sông Thao. Tiên chúa Liễu Hạnh bao dung độ lượng với dân lành, sẵn lòng cứu giúp những người lương thiện khi gặp khó khăn hoạn nạn. Nhưng mẫu cũng nghiêm khắc thẳng tay trừng trị kẻ hiểm ác gian tà. Sau khi về thượng giới, tiên chúa được các triều đại nhà Lê, nhà Nguyễn sắc phong thượng thượng đẳng tối linh thần, chế thắng Hòa Diệu đại vương, Mã Hoàng công chúa, dực bảo trung hưng các đẳng thần. Trong tín ngưỡng dân gian, tiên chúa Liễu Hạnh được suy tôn là thánh mẫu tối cao, đệ nhất thánh mẫu thượng thiên, được thờ ở chính giữa trong tam tòa thánh mẫu, có quyền năng làm chủ các thế lực siêu nhiên như mưa gió sấm chớp. Cũng từ đấy, núi rừng phố Cát trở thành thánh địa và tiên chúa Liễu Hạnh được nhân dân tôn thờ là bậc mẫu nghi thiên hạ. Đặc biệt, trong các đền thờ thánh mẫu, đền phố Cát Thạch Thành là nơi đầu tiên trong cả nước được nhà vua ban tặng sắc phong thần cho thánh mẫu là thượng đẳng thần. Đích thân vua Khải Định, vua Bảo Đại ngự giá đề thơ lập tháp vọng ngư tại đền. Đến đầu thế kỷ 20, đền phố Cát đã trở thành trung tâm tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Chính những công đức vô lượng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã tạo cho đền phố Cát vẻ uy nghiêm, sự linh thiêng đặc biệt. Hàng năm, từ ngày 15 tháng Giêng đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, chính lễ vào ngày 18 tháng 2, nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức lễ hội đền phố Cát. Du khách khắp nơi tụ về nhộn nhịp. Trên đỉnh núi Dết, đền phố Cát hiện ra bề thế, cổ kính và linh thiêng.
không gian thờ tự bên trong đền là nơi tổ chức lễ bái, thượng đồng, dâng lễ do các hội từ thập phương về tín lễ. Đền phố Cát là trung tâm của bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Vua Khải Định trong lần hạ giá qua huyện Thạch Thành đã ghé thăm và cho khắc bài văn bia vịnh đền phố Cát. Xa nghe tiên miếu cảnh huy hoàng, gió thoảng hương thơm đón quốc vương, một lối đường mòn lên điện Cát, ba hồ trước miếu tiếp khe sang, thác dồn cá trắng xôn xao nhảy, cảnh lớn oanh vàng hót véo von, gấm vóc kỳ quan xuân mãi mãi, vua Đề thắng tích để lưu phương. Lễ hội đền phố Cát là nơi ước đến mong về của mỗi du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Thạch Thành. Đất và người nơi đây đã cùng hòa điệu, hòa thanh cho bản trường ca hướng về cội nguồn, tràn đầy niềm vui trong mùa lễ hội. Xa xưa, mẹ linh thiêng giữa nắng mưa nước mình, từ hoang sơ thủa bình minh, mẹ Giáng sinh giữa từng miền nước non, cứu nhân độ thế. 21 tuổi tại Dương Gian, thân là Hằng Nga, tâm là Phật, ba lần quay về theo lệnh Thượng Đế, đền thiêng phố Cát, phong là Thánh, là Thần. Lời ca tiếng nhạc đưa ta về với miền đất thiêng ngày giỗ mẹ. Đền phố Cát hương khói uy nghiêm giữa mênh mông đất trời, khí thiêng hội tụ giữa cảm giác hư thực của không gian, thời gian. Ta như mường tượng ra ranh giới của đạo và đời, cảm nhận được sự huyền diệu của đạo mẫu cùng vẻ đẹp lung linh của tâm hồn Việt. Trải qua tam sinh tam hóa, suốt bao đời nay, Thánh Mẫu Liễu Hạnh trở thành biểu tượng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, thiện tâm cứu thế, diệt ác trừ gian, giúp dân giúp nước, danh thơm lưu mãi muôn đời. Ba lần hạ giới giáng sinh, lần đầu giáng tay tiền mẫu hoa mà lời thơ vua ban cấp sắc.
xác sự thì nay vẫn còn, ngày kia gió chuyển mây vần. Lòng thành thắp một tuần nhang, dâng lên kính mẫu mẫu thời chứng cho gia đình sum họp bình an. Ý à ơi à, gia đình à sum họp bình an, đó là mẫu thường mẫu theo nên cảnh thần tiên, cháu con thảo phát tâm xây dựng a lầu, xây lầu cô lầu cậu nguy nga y a. Đồng khởi sắc dân lành ấm no, bách nghi gia trăm nghệ vua ban ý à ơi à. Mẫu về a phát lộc ban tài, chúng con cúi lạy ba miền sơn khê từ anh linh. Chương 3: Thạch Thành bừng sáng tương lai. Với đức tính cần cù năng động trong lao động sản xuất, người Thạch Thành luôn biết phát huy tiềm năng thế mạnh, biến khó khăn thành lợi thế để xây dựng quê hương, đồng thời là chủ thể sáng tạo trong việc giữ gìn khai thác những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên bản sắc riêng có để miền quê trù phú tươi đẹp này là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thành đã và đang huy động các nguồn lực về con người, đất đai, truyền thống văn hóa lịch sử, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Huyện quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp gắn với phát triển đô thị và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng kinh doanh thương mại dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tích tụ tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp, thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, tài nguyên du lịch. Đặc biệt, Thạch Thành tập trung đẩy mạnh thực hiện dự án tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích thắng cảnh phố Cát với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Thạch Thành phố Cát dang rộng vòng tay ấm nồng đón chào bạn bốn phương về với rừng đại ngàn, với các khu công nghiệp đô thị hiện đại, về với những bản làng đang đổi mới từng ngày và cả những nét đẹp trong văn hóa tâm linh kết tinh thành giá trị quý giá rực rỡ sắc màu. Khách thập phương tới đền phố Cát ngắm non sông bát ngát một vùng, chín tầng tháp rội lòng trong, cây đa trước miếu cá vùng kín khe, nhìn non nước bốn bề như vẽ, đều khen rằng cảnh mẹ xinh thay. Hòa trong khí thế đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của cả tỉnh, cả nước, Đảng bộ nhân dân huyện Thạch Thành đang đồng lòng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, phồn vinh. Phấn đấu năm 2025, huyện Thạch Thành hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Câu sườn ai hát vắt ngang sườn núi,
trong như lời con suối hát đầu nguồn. Câu hát mùa xuân ai đi tìm ai mà bâng khuâng bước chân về. Đường về trên khu xưa, đi trong mênh mang gió ngàn. Con đường mới mở thanh thang, đất trời trung du bừng muôn sắc hoa. Đây rồi trên khu xưa, nhịp công nhịp chiêng ngân vang nhịp sống mới. Tiếng chim hót reo vui, gọi đàn em thơ tung tăng đến trường. Vươn cao điện tỏa sáng lung linh, ngóc chào ơi chiến khu xưa bao người ngã xuống cho hôm nay mùa xuân bản mường. Thành thành ơi chiến khu xưa ngọn đèn lau mẹ thắm cho hôm nay điện sáng muôn lần. Câu sườn ai hát vắt ngang sườn núi, trong như lời con suối hát đầu nguồn. Câu hát mùa xuân ai đi tìm ai mà bâng khuâng bước chân về. Đường về chiến khu xưa, đi trong mênh mang gió ngàn. Con đường mới mở thanh thang, đất trời trung du bừng muôn sắc hoa. Đây rồi chiến khu xưa, nhịp cầu nhịp chiêng ngân vang nhịp sống mới. Tiếng chim hót reo vui, gọi đàn em thơ tung tăng đến trường. Điện tỏa sáng lung linh, ngóc chào ơi chiến khu xưa bao người ngã xuống cho hôm nay mùa xuân bản mường. Thành thành ơi chiến khu xưa ngọn đèn lau mẹ thắm cho hôm nay điện sáng muôn nơi. Chào ơi chiến khu xưa bao người ngã xuống cho hôm nay mùa xuân bản mường. Thành thành ơi chiến khu xưa ngọn đèn lau mẹ thắm cho hôm nay biển sáng muôn nơi. Nghe câu sườn ai hát vắt ngang sườn núi, sườn ai hát vắt ngang sườn núi. Và
Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến một chương trình nghệ thuật ấn tượng và đặc sắc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và có thể thấy qua chương trình nghệ thuật tri ân công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hình ảnh đẹp về văn hóa, con người Thạch Thành nói riêng và xứ Thanh nói chung đã được giới thiệu, quảng bá với bạn bè và du khách gần xa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Thánh Mẫu Hội Đền Phố Cát xin được khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây, xin được kính mời toàn thể quý vị sẽ di chuyển vào dâng hương tại đền và cùng đón chờ lễ phụng nghênh Thánh Mẫu Tuần Du. Xin trân trọng cảm ơn. Chấp hiệu nội ngoại, phù giá chư nhân, nội nghiêm ngoại tinh, thính hiệu tiểu cổ, xuất hiệu tiểu cổ, hậu điểm tam thanh, phụng nghênh thánh giá, Tuần Du bản lý.